Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Versace đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Đây, bên trong kiện hàng các bạn sẽ thấy ngay một chiếc bóc đồng hồ rất là lớn các bạn ha, đến từ Versace và những cái lớp giấy đệm gói đây, giảm chấn động cho chúng ta nằm ở bên trong rất là kỹ các bạn ha. Tạm thời mình sẽ để chiếc hộp carton này qua một bên. Bên ngoài chiếc bóc chính thì chúng ta sẽ có một cái lớp bìa giấy màu trắng như thế này, mình sẽ tháo ra luôn. Một chiếc bóc đồng hồ rất là lớn các bạn ha. Đây và tên thương hiệu này các bạn, Versace, với biểu tượng logo thương hiệu là đầu Medusa, rất là quen thuộc. Trước hết thì mình cũng muốn giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì cũng có thể nắm bắt được. Thì Gianni Versace thường được gọi đơn giản là Versace, là một công ty thời trang cao cấp của Ý. Và tên thương mại được thành lập bởi Gianni Versace vào năm 1978. Công ty này thì sản xuất quần áo và phụ kiện cao cấp ở Ý, cũng như là các sản phẩm thời trang cao cấp dưới thương hiệu là Alistair Versace. Logo Versace là đầu của Medusa, một nhân vật thần thoại Hy Lạp. Logo đến từ nền đổ nát trong khu vực Reggio Calabria, nơi mà anh chị em nhà Versace đã chơi khi còn nhỏ. Gianni Versace chọn Medusa làm biểu tượng vì cô ấy đã khiến mọi người yêu cô ấy và họ không còn đường lui vì sẽ bị hóa đá. Thương hiệu hy vọng công ty của mình cũng sẽ có một cái tác động tương tự đối với mọi người và những người mà sử dụng quần áo, giày dép cũng như là các phụ kiện của Versace đều cũng sẽ bị hóa đá và mê đắm bởi chúng. Đó chính là cái ý nghĩa của logo thương hiệu Versace các bạn ha. Và đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Để không các bạn đợi lâu nữa thì mình sẽ mở hộp luôn. Đây, chiếc hộp rất là lớn nha các bạn. Đó, sẽ mở ra. Phía bên trong chúng ta sẽ có một chiếc bóc màu trắng, cùng với đó là biểu tượng logo rất là nổi bật của Versace. Đây các bạn, sẽ mở ra nha. Phía bên dưới chúng ta sẽ có đây một túi du lịch nè, rồi một sách hướng dẫn đến từ Versace các bạn nha, đầy đủ phụ kiện cho các bạn luôn. Và đây nhân vật chính của chúng ta, mình sẽ mở hộp nha. Bên trong chính là mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Đây, sẽ mở ra. Túi khá là cứng các bạn nha. Chiếc hộp rất là nặng luôn. Chiếc đồng hồ thì vẫn được bảo quản rất là kỹ lưỡng bên trong một cái lớp ni lông mỏng như thế này. Sẽ lấy ra. Rất là đẹp luôn các bạn, mới 100%. Tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo. Đây chính là phần tắt của sản phẩm nha. Ba mẫu Versace ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Versace Medusa hoặc Woman Watch. Với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là VEPU01121. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nhé. Và đây, nhân vật chính của chúng ta, mới 100%, rất là đẹp nha các bạn. Cái phần siêu mặt thì mình thấy là họ dán cũng tương đối là đẹp, nó nằm ở phần trong mặt kính rồi, cũng không quá ảnh hưởng tới tầm nhìn, cho nên mình quyết định mình để nguyên nha. Nếu bạn nghiêng ta sẽ thấy một tí bong bóng nè, nhưng mà nếu mà để thẳng cũng không quá ảnh hưởng, cho nên mình quyết định là mình để nguyên luôn nha. Về phần đường kính thì chúng ta sẽ có là 36mm với độ dày chỉ 7.5mm mà thôi, rất là dễ đeo dành cho chị em phụ nữ chúng ta. Kính được sử dụng thì là kính sapphire cao cấp, nó mang lại cho đồng hồ khả năng chống va đập cao nè, mặt số với khả năng hiển thị nó vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng chống xước hoàn hảo, hầu như là tuyệt vời nhất rồi các bạn. Về phần mặt số bên trong chúng ta sẽ có một cái tông màu xanh lam rất là trẻ trung, năng động, và đây cũng là cái tông màu chủ đạo trên phần mặt số cũng như là dây đeo đồng hồ. Như các bạn có thể thấy, nó tạo nên cái nét trẻ trung hơn dành cho chị em phụ nữ chúng ta rất là nhiều. Bên trong mà chúng ta sẽ thấy nổi bật nhất đó chính là họa tiết
được dập nổi đầu của Medusa, logo thương hiệu luôn, một cái nét thiết kế cực kỳ ấn tượng, nó tạo nên cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là cực kỳ mạnh mẽ cho sản phẩm của chúng ta. Phần cọc số sẽ được thiết kế với dạng cọc đơn, riêng bốn cọc số quan trọng sẽ là chữ số La Mã, tạo nên cái nét cổ điển dành cho mẫu đồng hồ. Bộ kim chức năng chúng ta sẽ được trang bị hai kim chức năng chính mà thôi, đó là kim giờ và kim phút, và được thiết kế với dạng mũi giáo rất là tinh tế, sang trọng. Tên thương hiệu sẽ được đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ, và phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy ngay dòng chữ Swissmade khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Để gắn được dòng chữ Swissmade thì các bạn cần phải biết rằng chiếc đồng hồ chúng ta phải có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nhé, thì mới có thể gắn được cái dòng chữ này. Và từ đó các bạn thấy là cái độ tin cậy đến từ Versace nó rất là cao. Về phần khung vỏ cũng như là đây, những cái tắc kim loại này, chúng ta đều sẽ có là đó là vật liệu thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. À, bên cạnh đó các bạn thấy là phần thép này chúng ta sẽ được mạ PVD màu vàng hồng cực kỳ sang trọng luôn. Đi kèm với đó là trên phần benzen chúng ta sẽ có những cái họa tiết Creca. Đây là một cái họa tiết đặc trưng của thương hiệu Versace nha các bạn. À, các bạn thấy nè, trên vành benzen của chúng ta một cái vành benzen nó cũng khá là lớn. À, đi kèm với đó là họa tiết Creca đặc trưng, nó tạo nên cái điểm nhấn cũng như là cái khả năng nhận diện thương hiệu mạnh mẽ hơn rất là nhiều cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Phần lớp cũng được thiết kế khá là đặc biệt như các bạn có thể thấy đây. Nó tạo nên cái nét quý phái quyến rũ hơn rất là nhiều dành cho cổ tay của nữ giới. Kèm với đó là chế tác đánh bóng được sử dụng trên toàn bộ phần lớp cũng như là phần thân vỏ. À, tặng những cái đường nét bóng bẩy nè, những cũng như là các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn, thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Đó là điều mà chị em phụ nữ rất là yêu thích. Phần nấm vặn chính cũng được thiết kế tương đối hài hòa trên size mặt khiêm tốn 36mm như thế này. Mặt nấm chúng ta cũng sẽ có logo của thương hiệu, các bạn thấy rất là đẹp luôn. Những chi tiết rất là nhỏ thôi mà Versace họ luôn chăm chút rất là tỉ mỉ đến từng chi tiết nha. Điểm nhấn tiếp theo trên mẫu sản phẩm này đó chính là phần dây đeo. Dây đeo ở đây chúng ta sẽ được trang bị một dây đeo da rất là trẻ trung, thanh lịch. Các mẫu dây da thì thường khá là nhẹ nhàng, dai chắc. Nó cũng tạo nên cái độ ấm cũng như là cái cảm giác đeo nó ôm tay hơn. Và bên cạnh đó thì dây da nó sẽ thường bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như là mồ hôi của người đeo, làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên là việc vệ sinh cũng như là giữ gìn phần dây đeo da nó cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều so với các loại vật liệu khác nha. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa gai tiêu chuẩn của Versace các bạn ha. Đây các bạn thấy nè, phần khóa cũng sẽ được mạ PVD màu vàng hồng, cùng với đó là tên thương hiệu Versace cũng được khắc cực kỳ sắc nét trên phần mặt khóa. Phía sau dây chúng ta sẽ thấy đây, chất liệu dây Genuine Leather. Nói về chất liệu dây này thì các bạn thấy là nó khá là phổ biến ở tất cả các thương hiệu rồi. Tuy là không phải là 100% da thật, nó có pha thêm một số cái tạp chất để có thể tăng cái độ bền cho dây đeo. Tuy nhiên thì với tỷ lệ da rất là cao thì cái loại vật liệu này vẫn được xếp vào hàng da thật các bạn nha. Và nó được sử dụng khá là rộng rãi và phổ biến. Phần dây còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu đây, Versace, rất là sắc nét luôn. Về thiết kế mặt đáy chúng ta sẽ thấy một thiết kế đáy khá là ấn tượng, và đây vẫn là đáy kín các bạn ha. Là một cái đáy rất là quen thuộc với các mẫu sử dụng pin giống như thế này. Chúng ta sẽ những cái thông tin như là Sapphire Rattle sử dụng kính Sapphire nè, Swissmade chuẩn Swissmade các bạn ha. VEPU là mã sản phẩm các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ có khả năng kháng nước cho mẫu này là 3 ATM, tức là 30m, đủ để các bạn nữ có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Tuy nhiên trong trường hợp tiếp xúc với nước, lát nữa mình sẽ nhắc sâu hơn một số cái trường hợp thường gặp mà dẫn tới cái việc đồng hồ bị vào nước nha. Stainless steel tức là thép không gỉ các bạn ha. Và rồi cuối cùng chính là phần trung tâm của mặt đáy, vẫn là logo biểu tượng thương hiệu đầu của Medusa cùng với những họa tiết Creca xung quanh. Rồi đó là những cái chi tiết cực kỳ ấn tượng phía sau phần mặt đáy này. Bây giờ mình cũng sẽ nhắc luôn nha, trong cái vấn đề mà sử dụng các hàng ngày, chúng ta sẽ thường gặp phải cái trường hợp là đồng hồ bị vào nước, chủ yếu là do thói quen sử dụng hàng ngày thôi. Đầu tiên là khi mà đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước, các bạn nhớ kỹ là tuyệt đối không sử dụng đúng vặn khi đồng hồ đã tiếp xúc với nước. Đó là điều lưu ý thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nó xối thẳng vào trong cái phần nấm vặn chính này, sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn. Nước nó sẽ bị đẩy vào bên trong máy của chúng ta gây hư hỏng nha. Áp suất nước lúc đó sẽ rất là lớn, lớn hơn cái miếng ron cao su chịu được bên trong, cho nên áp lực nước vòi nước đang chảy nó sẽ đẩy nước vào bên trong gây hư hỏng, và chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước của cái mẫu đồng hồ xa xỉ như thế này thì nó rất là cao. Nên các bạn chú ý kỹ để thứ nhất là đảm bảo được cái độ tin cậy và sự bền bỉ cho cỗ máy bên trong. Thứ hai là tiết kiệm chi phí cho chính bản thân chúng ta. Cái điều đó mới là quan trọng nhất nha.
Và tổng kết lại thì các bạn có thể thấy đó, đây là một cái món quà mà Versace dành cho những cái cô nàng xinh đẹp yêu thích những mẫu phụ kiện thời trang đeo tay, và nó giúp chúng ta giữ thời gian luôn luôn chính xác. Sở hữu một cái vẻ ngoài thì vô cùng sang trọng và tinh tế với các họa tiết Greca đặc trưng được thiết kế nổi bật trên phần vành bezel. Mặt số thì ấn tượng với biểu tượng đầu Medusa được chập nối ở giữa, thể hiện một cái sự tinh tế của Versace trong việc khẳng định tên của bộ sưu tập cũng như là sự có mặt của thương hiệu chỉ bằng một cái chi tiết như thế này. Và các bạn có thể thấy ha, tất cả những cái góc quay chúng ta thấy là một sản phẩm vô cùng hoàn hảo luôn, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ, mặt kính cũng như là phần dây đeo. Tất cả các chi tiết đều còn cực kỳ hoàn hảo, mới 100%. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu sản phẩm của Versace nói chung, cũng như là mẫu đồng hồ Versace Medusa dành cho nữ ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.